Chào mừng các bạn đến với tiết học môn công nghệ 7 ngày hôm nay. Thì thức ăn có vai trò rất là quan trọng đối với vật nuôi. Nó cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng giúp cho vật nuôi hoạt động và phát triển. Vậy khi mà chúng ta có nhiều thức ăn nhưng mà vật nuôi ăn không hết thì chúng ta phải biết cách chế biến và dự trữ để cho vật nuôi ăn lâu dài. Vậy chúng ta có những cái phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn nào? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay. Bài 39 chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Mục tiêu của bài học này là hiểu được mục đích và biết được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi. Chúng ta đi vào phần đầu tiên là phần 1 la mã, mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. Một nhỏ, chế biến thức ăn. Quan sát hình. Một hình là hình đậu nành sống, còn lại là đậu nành đã làm chín. Theo em thì tại sao người ta chọn đậu nành chín cho vật nuôi ăn mà không dùng đậu nành còn sống? Vì trong đậu nành sống có chứa chất antitrypsin, làm cho men trypsin không hoạt động, như vậy protein trong thức ăn sẽ không tiêu hóa được. Vậy chế biến thức ăn nhằm mục đích gì? Nhằm làm tăng mùi vị, tăng tính ngon miệng, dễ tiêu hóa, làm giảm khối lượng, giảm độ thô cứng và khử bỏ chất độc hại, các bạn ghi bài. Cũng giống như đậu nành thì các loại bột ha, các bạn khi mà các bạn đem cho vật nuôi ăn á, thì đa số thì vật nuôi nó sẽ không có ăn ngon miệng. Do đó chúng ta phải phối trộn ha, chúng ta đem ủ với men rượu thì sẽ tạo ra mùi thơm, giúp cho vật nuôi ăn nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn và dễ tiêu hóa hơn. Chúng ta sang phần 2 nhỏ, dự trữ thức ăn. Theo các bạn thì miền Nam chúng ta có mấy mùa? Miền Nam thì có mùa mưa và mùa nắng. Theo em thì mùa mưa hay mùa nắng thì mùa nào có nhiều thức ăn cho vật nuôi? Mùa mưa sẽ có nhiều thức ăn cho vật nuôi, tại vì mùa nắng thì cái đồng ruộng chúng ta thường thường nó sẽ bị khô hạn ha, do đó thì nó không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, thì cây trồng của chúng ta cũng sẽ không phát triển tốt. Còn khi mùa mưa thì đất màu mỡ, cây trồng sẽ phát triển tốt, do đó vào mùa mưa thì sẽ có nhiều thức ăn cho vật nuôi ăn hơn. Thức ăn vật nuôi để lâu không bảo quản tốt thì sẽ có hiện tượng gì? Hư thối hoặc là bị mốc, có nhiều chất độc hại nha. Vậy để giữ cho thức ăn lâu hư và có đủ thức ăn cho vật nuôi trong cả năm thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải dự trữ thức ăn. Vậy mục đích dự trữ thức ăn là gì? Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi. Các bạn ghi bài. Chúng ta đã biết được mục đích của việc chế biến và dự trữ thức ăn. Vậy để có cái phương pháp nào để chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. Chúng ta đi vào phần 1 nhỏ, các phương pháp chế biến thức ăn. Quan sát hình 66 là các phương pháp chế biến thức ăn. Cô sẽ giới thiệu từng phương pháp ha. Đây là phương pháp cắt ngắn. Thì chúng ta sẽ cắt ngắn những thức ăn thô xanh, các loại thức ăn như là thân cây ngô, bắp, cây lúa thì chúng ta cắt ngắn khoảng từ 5 đến 10 cm để cho vật nuôi dễ ăn. Đây là hình ảnh về cỏ voi và bên đây là người ta đang cắt cỏ voi ha. Rồi các bạn thấy đối với trâu, bò, thường người ta sẽ cho ăn cỏ trực tiếp, không có cắt, không có gì hết ha. Cắt vào về là người ta cho nó ăn luôn. Nhưng ở đây cỏ voi thì nó là loại cỏ lớn. Trâu, bò chúng ta mà ăn cỏ này mà không được cắt ngắn ra thì sẽ làm cho vật nuôi ta ăn lâu ha. Do đó chúng ta cắt ngắn ra thì giúp cho vật nuôi ăn nhanh và dễ tiêu hóa hơn.
Phương pháp thứ hai là nghiền nhỏ. Chúng ta sẽ nghiền nhỏ các loại thức ăn thô cứng như là các loại hạt, hạt ngô, hạt cây họ đậu. Hạt ngô, khi mà chúng ta thu hoạch ngô đó thì chúng ta sẽ tách lấy hạt, rồi sau đó chúng ta cho vào máy nghiền, máy đập thì tạo thành bột ngô để bột ngô dễ ăn, dễ tiêu hóa. Đây là cái máy nghiền thức ăn và máy xay. Phương pháp thứ ba là xử lý nhiệt. Xử lý nhiệt, đậu nành được rang hoặc là hấp để loại bỏ chất độc hại. Lúc nãy lúc đầu cô đã giới thiệu các bạn chất độc có trong đậu nành sống mà. Do đó khi mà chúng ta muốn sử dụng đậu nành cho vật nuôi ăn thì chúng ta phải làm chín bằng cách là rang hoặc là hấp. Thứ tư là ủ men. Thì phương pháp ủ men này là các loại bột trộn với men rượu, sau đó chúng ta sẽ cho vật nước ấm vào và ủ trong 24 giờ. Sau 24 giờ thì chúng ta sẽ phải sử dụng cho vật nuôi ăn. Các loại bột này chúng ta trộn với men rượu để giúp tăng cái mùi vị, làm cho vật nuôi ăn ngon miệng và dễ tiêu hóa. Đây là hình ảnh về ủ men rượu. Thứ năm là tạo thức ăn hỗn hợp. Tạo thức ăn hỗn hợp thì chúng ta có thể phối trộn nhiều loại thức ăn với nhau và tạo ra những khối viên hoặc là rời rạc ra hoặc tạo thành những khối bánh để giúp vật nuôi ăn ha. Thứ sáu là đường hóa tinh bột. Đường hóa tinh bột bằng cách trộn tinh bột với bột mầm mạ và cho nước ấm vào, chúng ta ủ cho vật nuôi ăn. Việc này cũng giúp cho tăng mùi vị, giúp vật nuôi ăn ngon miệng. Thứ bảy là kiềm hóa rơm rạ. Thì chúng ta có thể cắt ngắn rơm, sau đó chúng ta ngâm với nước vôi hoặc là kiềm, thì sau 24 giờ thì chúng ta có thể cho vật nuôi ăn. Các bạn làm cái bài tập, hãy sắp xếp các phương pháp chế biến thức ăn trong hình 66, trang 105, sách giáo khoa, công nghệ 7 sao cho phù hợp với bảng dưới đây. Sau khi chúng ta đã quan sát và sắp xếp thì đây là đáp án. Phương pháp vật lý là cắt ngắn, nghiền nhỏ và xử lý nhiệt. Còn phương pháp hóa học là đường hóa tinh bột và kiềm hóa rơm rạ. Phương pháp vi sinh vật học là ủ men và phương pháp hỗn hợp là tạo thức ăn hỗn hợp. Vậy qua cái bài tập đó chúng ta kết luận được có mấy phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi. Chúng ta có 4 phương pháp, đầu tiên là phương pháp vật lý, thứ hai là phương pháp hóa học, thứ ba là phương pháp vi sinh vật học, cuối cùng là phương pháp tạo thức ăn hỗn hợp. Các bạn ghi bài. Các phương pháp chế biến thức ăn là phương pháp vật lý như là cơ học, có thể cắt ngắn, nghiền nhỏ. Nhiệt học là rang, hấp, luộc. Phương pháp hóa học là đường hóa hoặc kiềm hóa. Phương pháp vi sinh vật học là ủ men, phương pháp tạo thức ăn hỗn hợp. Chúng ta sang phần 2 nhỏ một số phương pháp dự trữ thức ăn. Các bạn quan sát hình ảnh. Đây là hình 67, các phương pháp dự trữ thức ăn trong sách giáo khoa. Quan sát và trả lời câu hỏi. Hãy cho biết có mấy phương pháp dự trữ thức ăn. Chúng ta có hai phương pháp đó là làm khô và ủ xanh. Những loại thức ăn mà chúng ta dùng để làm khô, những loại thức ăn dùng để làm khô như là rơm, cỏ xanh, thóc, ngô tươi, sắn tươi, thì chúng ta làm khô bằng nguồn nhiệt từ mặt trời hoặc là sấy bằng điện, bằng than.
Rồi sau đây xin giới thiệu các bạn phương pháp ủ xanh. Thì ủ xanh thì chúng ta sẽ sử dụng đối với các loại thức ăn nhiều nước bằng cách là chúng ta đào hố, rồi chúng ta sẽ lót rơm xung quanh, rồi chúng ta sẽ tới một lớp rau, cứ một lớp rau rồi một lớp rơm xen kẽ đến khi đầy hố, sau đó chúng ta lấp đất lại ha. Rồi vậy một thời gian sau chúng ta có thể sử dụng những thức ăn đó cho vật nuôi ăn ha. À, đây là một số hình ảnh về chúng ta phơi khô lúa, sắn và rơm. Đây là công tác ủ xanh thức ăn nha. Chúng ta sẽ cắt ngắn thức ăn ra, rồi chúng ta sẽ ủ theo từng lớp và để sử dụng cho vật nuôi ăn lâu dài. Đây, đây người ta cũng làm ủ xanh. Rồi, chúng ta cùng hoàn thành bài tập sách giáo khoa trang 106. Để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi, người ta thường dùng phương pháp gì đối với cỏ, rơm và các loại củ, hạt? Thì dựa vào kiến thức lúc nãy thì chúng ta biết được để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi, người ta thường dùng phương pháp làm khô với cỏ, rơm và các loại củ, hạt. Còn đối với phương pháp dự trữ với cỏ tươi xanh thì là phương pháp ủ xanh, các bạn điền vào trong sách giáo khoa. Các bạn ghi bài, chúng ta có hai phương pháp dự trữ thức ăn, là làm khô rơm, củ, hạt và ủ xanh, rau, cỏ tươi. Phương pháp làm khô được sử dụng phổ biến nhất. Để giúp các em nắm rõ được kiến thức của bài, chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi ô chữ. Câu 1. Phương pháp đường hóa dùng để chế biến loại thức ăn gì? Phương pháp đường hóa dùng để chế biến thức ăn, tinh bột. Giải đáp được câu 1. Câu 2. Đối với các loại thức ăn chứa nhiều nước thì ta dùng phương pháp dự trữ nào? Là phương pháp ủ xanh. Câu 3. Để có nguồn thức ăn cho vật nuôi trong cả một năm, người nông dân thường làm gì? Thường dự trữ thức ăn. Câu 4. Để tăng tính ngon miệng cho vật nuôi, giúp vật nuôi tiêu hóa tốt hơn, ta cần làm gì? Ta cần chế biến. Câu 5. Đối với các loại cỏ vôi, thân chuối, ta cần làm gì trước khi cho vật nuôi ăn? Cái này là cắt ngắn. Câu 6. Loại thức ăn được phối trộn từ nhiều loại thức ăn với nhau được gọi là gì? Thức ăn gì? Gọi là thức ăn hỗn hợp. Và cái ô chữ đặc biệt của chúng ta là thức ăn ha. Dặn dò về nhà học bài 39 và xem trước bài 40 sản xuất thức ăn vật nuôi.